Chào tất cả mọi người, các bạn nghe. Bữa nay mình quay cái chiếc xe cuốc cần dài gấp rất lẻ đó, nghe các bạn. Có cái cần khá là dài nha, gấp đất rất là to để trong cái khung đóng nọc cừ nè. Đó, chiếc xe cuốc KS05 nè các bạn. Các cô chú anh chị mà có cần gấp rất lẻ thì hãy liên hệ với anh tài xế để anh đến anh gấp nha. Số điện thoại của anh tài xế là 0975117734, mình xin đọc lại là 0975117734 nha. Anh Linh Vũ nha, có lấy một khối đất rất là khổng lồ luôn các bạn, bắt đầu để lên trên nè. Đó, cái cần rất là dài nha. Đó, để trong cái khung này rất là nhiều đất nè. Đó, để tới cái mí đó nha các bạn. Còn chỗ này là người ta đổ rồi nè. Đồ dỡ lên nào các bạn, một khối đất rất là khổng lồ luôn các bạn. Dỡ lên nè. Cái cần rất là dài nha các bạn. Đoạn thì xế gấp để lên nè. Vì chưa bằng đất nè, quá khủng đất luôn, vậy luôn nha các bạn. Mọi người dần lên anh vừa muốn đất vừa xem phim nữa các bạn, vừa xem múc đất luôn, vừa xem quay múc đất xe cuốc của mình quay các bạn. Đó, chặn lại luôn nha các bạn, xình non nó chặn lại nha. Cái chiếc kìa lúa, chở lúa quá khổng lồ luôn bạn, nó đang di chuyển ở trên sông kìa. Để mình quay qua chiếc ghe lúa nha các bạn. Đó, chạy sóng cuộn cuộn luôn nha. Ghe chở lúa quá là nhiều luôn. Đầu để vô nè các bạn. Ở trong cái dàn nọc cừ này đừng có bỏ có khoảng 1.000 gạo nữa các bạn. Mình sẽ lấy đất quá hiệu quả luôn mà nè. Nhưng cái là xịt non mới gớt lại. Một khối đất khổng lồ. Còn múc để lên tiếp mà. Cái gạo này là chín lỗ thoát nước nữa các bạn, gạo rất là to. Quá tuyệt vời luôn mà. Anh dối ra ngoài xa anh lấy ngay các bạn, chứ không có lấy trong bờ nữa. Lấy ngoài xa để cho những cái chiếc ghe lớn lưu thông cho nó dễ các bạn. Có đất rất là to, có đất khổng lồ luôn. Đầu thoát xuống lấy tiếp nha. Ồ, rớt lại luôn, quá tuyệt vời. Ở đây là con sông lớn nha các bạn, sông này to đó các bạn ơi. Ồ, bỏ xuống nha, quá tuyệt vời luôn. Cái cần này, cần dài khủng luôn nha các bạn.
nè, để vô tiếp nè Quang, ra cái lỗ xì 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 nước ra luôn nha Quang. Rớt lại luôn nguyên một khối đất khổng lồ. Gạo nào cũng tràn hết trơn các bạn ơi, anh múc đất rất là nhiệt tình nha. Các cô chú anh chị và các bạn mà có xem á, thấy anh tài xế múc hay á, nhiệt tình á, thì hãy cho anh tài xế xin một ngón tay nha. Đất tràn tràn lên, đồ bỏ vô nè, cười chưa. Bỏ xuống mà nước ở dưới nước ấy lên tìm ra bựng bựng luôn nha các bạn. Phải quá siêu luôn các bạn ơi, múc của đất quá hay luôn nha. Lên một cục đất khổng lồ luôn, khối đất rất là to. Ít đất rồi bạn ơi, hộp lấy lợi nha. Cái gạo nào ít đất là anh phải múc lợi cho đầy đất cho chủ nhà các bạn. Anh múc rất là có tâm nha. Gạo nào đất nhiều anh mới để lên, còn gạo nào đất ít là anh móc lại chân. Mà anh múc như vậy chỗ nào thì anh cũng có tặng cho người ta vài gạo, 50 gạo, cái chục gạo, có khi 70-80 gạo nữa nha. Múc nhiều thì khác, múc ít thì khác nha. Còn giá cả mà anh múc thì các cô chú anh chị thì hãy liên hệ bàn thảo với anh tài xế nha. Đó, bắt đầu múc để lên. Mà nói chung ra anh múc cũng rất là rẻ nha. Rẻ hơn mấy chiếc xe kia là một gạo phải từ 2-3 ngàn á. Các cô chú anh chị thì hãy liên hệ theo số điện thoại là 0975117734 để kêu ảnh gấp tắt lẻ nha. Ảnh đi gấp miền Tây á, vòng vòng miền Tây, ảnh đi tới đâu là ảnh gấp tới đó nha các bạn. Còn anh chị nào mà kêu điện thì anh chạy lại ngay tại chỗ anh múc trước nha, rồi không có người điện anh mới gấp lắc lẻ vòng vòng ở ngoài. Đầu dở lên đó, gớt lại luôn. Gạo rất là khủng cái gạo. Thank you.
nguyên một khối đất khổng lồ nữa kìa các bạn ơi, tràn lên trên luôn, quá tuyệt vời luôn anh tài xế, không gớt quá hay. Hãy à, rồi video mình đến đây cũng xin tạm dừng luôn nha các bạn, hẹn với bạn video tiếp theo nha các bạn, nhớ đăng ký nhấn chuông ủng hộ mình nha các bạn, mình chân thành cảm ơn các bạn rất là nhiều nha.